Tuyệt thực tiếp sức vì Trần Huỳnh Di Thức. Trong tuần đầu tháng 9, gia đình Trần Huỳnh Di Thức đã liên tục báo tin cho đài RFA và VOA tiếng Việt rằng Thức vẫn đang tuyệt thực. Để làm truyền thông, khoảng 6 giờ 46 phút ngày 2 tháng 9 năm 2018, Lê Bảo Nhi dùng Facebook cá nhân để phát động phong trào tiếp sức tuyệt thực cùng Trần Huỳnh Di Thức. Những người đăng ký tham gia phong trào này sẽ lần lượt tuyệt thực theo thứ tự trong danh sách, mỗi người một ngày cho đến khi Thức được thả. Ngoài ra, họ phải chụp ảnh cầm biểu ngữ phi Trần Huỳnh Di Thức trên biểu ngữ có số thứ tự ngày đăng ký tuyệt thực của mình, rồi post lên Facebook cá nhân để ban tổ chức share lại. Ngày 3 tháng 9 năm 2018, trang Facebook Trần Huỳnh Di Thức đăng thư ngỏ hãy cùng gọi tên Trần Huỳnh Di Thức vì công lý và hy vọng của Việt Nam. Thư này kêu gọi cộng đồng gọi tên Trần Huỳnh Di Thức và tuyên truyền về nhân quyền ở mọi nơi gặp gỡ công khai và ở các buổi lễ tôn giáo. 6 người đầu tiên ký tên ủng hộ thư ngỏ là Lê Công Định, Lê Thăng Long, Nguyễn Tiến Trung, Phạm Bá Hải, Nguyễn Ngọc Già và Trần Huỳnh Duy Tân. Trong các chiến dịch tuyên truyền vừa nêu, những người tham gia giữ nguyên các yêu sách và thông điệp mà Trần Huỳnh Duy Thức và Ngô Ngọc Trai đã soạn. Trong chương trình Điểm tin lề trái số 13 và 14, chúng tôi đã kể đầy đủ những yêu sách, lập luận và động cơ trong chiến dịch tuyệt thực của Trần Huỳnh Di Thức. Chúng tôi cũng đã chỉ ra những điểm vô lý trong lập luận của Trần Huỳnh Di Thức và Ngô Ngọc Trai. Để tiết kiệm thời gian của độc giả, xin không nhắc lại những chuyện đó trong bản tin này. Về những diễn biến của phong trào ủng hộ Trần Huỳnh Di Thức trong tuần qua, chúng tôi xin đưa ra 2 nhận xét. Thứ nhất, chúng tôi coi phong trào tiếp sức tuyệt thực cùng Trần Huỳnh Di Thức là một hoạt động lố bịch. Khi các nhà hoạt động nước ngoài tuyệt thực, họ dùng tính mạng của mình để gây sức ép chính trị nhằm buộc chính phủ phải thực hiện các yêu sách. Nếu người tuyệt thực không sẵn sàng mất mạng, thì tuyệt thực chỉ còn là một màn kịch để làm truyền thông. Khi những người ủng hộ Trần Huỳnh Di Thức chỉ tuyệt thực một ngày, họ đã diễn một màn kịch vụng, làm hỏng ý nghĩa của cuộc tuyệt thực của ông Thức. Thứ hai, chúng tôi cho rằng giới Trung Cộng nên cân nhắc kỹ trước khi đưa Trần Huỳnh Di Thức vào buổi lễ tôn giáo của mình. Dù từng dùng các quẻ bói để ra quyết sách chính trị và đang cố làm một thánh tử đạo của giới Trung Cộng Việt Nam, ông Thức không phải là một đấng tiên tri hay một thánh tử đạo trong tôn giáo. Khi gọi tên Trần Huỳnh Di Thức và tuyên truyền chính trị trong các buổi lễ tôn giáo, giới Trung Cộng sẽ lợi dụng tôn giáo để làm chính trị, khiến cả chính trị lẫn tôn giáo bị vấy bẩn.